Phương Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Và thưa quý vị, và chúng ta đang ở trong tháng 11 của năm 2018. Và thưa quý vị, cái tháng 11 thì ở miền Nam Việt Nam trước kia có hai cái biến cố lớn, đó là ngày 11 tháng 11 năm 1960 và ngày 1 tháng 11 năm 1963. Và thưa quý vị, và đó cũng là một trong những mà cái tác động, cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự sụp đổ của miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam để mà nói về cái vấn đề này, những cái biến cố này. Và thưa quý vị, ngày 26 tháng 10 năm 1955 thì nền đệ nhất Cộng hòa được khai sinh nơi miền Nam. Và đó là một cái... tức là một cái kỷ nguyên mới để thay thế cho cái thời kỳ mà loạn lạc nhiễu dương từ cái thập niên kể từ lúc mà Thế chiến thứ hai bùng nổ, và sau đó thì cũng đã lôi kéo Đông Nam Á vào cái cuộc chiến này những năm là 1939, năm 1940. Và từ khi mà Thế chiến thứ hai chấm dứt thì nó lại mở ra một cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất 1945 đến năm 1954, và chỉ chấm dứt sau cái lần ký Hiệp định Geneva năm 1954 ngày 20 tháng 7 chia đôi đất nước. Và trước tiên thì xin chào anh Phan Nhật Nam. Vâng, kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng, thì Thu Nga vừa mới nói sơ lược về những cái biến động của tháng 11, thì bây giờ là mời anh có thể nói rõ cái tình hình xã hội chính trị tổng quát của cái điểm mà lần Việt Nam Cộng Hòa, từ cái lúc mà Việt Nam Cộng Hòa được thành hình, thưa anh. Vâng, thưa cô Thương Nga và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đang ở tháng 11, mà như là cô vừa dẫn nhập là tháng 11 là có hai cái biến cố. Thế bây giờ muốn nói về các cái tháng 11 mà chúng ta đang ở đấy, thì tôi xin cho tôi dùng cái câu hỏi thứ nhất để nói về cái chuyện mà năm tháng 10 năm 1955. Từ đó thì chúng ta mới nhảy qua được cái tháng 11 được. Vào năm 1954, 55 thì chúng ta phải nói chút về 54 nữa. 54 là ngày 7 tháng 7 là Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước. Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước như vậy, và ngày 20 tháng 7 năm 54 là chia đôi đất nước, và quốc gia Việt Nam lúc ấy là quốc triều cổ đại đã đặt dưới quyền chỉ huy hành chánh của một thủ tướng toàn quyền, tức là Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Thì như vậy, với chính phủ vừa thành lập như vậy là từ ngày 7 tháng 7 năm 54 thì đến ngày 14 tháng Giêng 55 là phải nhân ngày một cái biến của ông, một cái sự kiện rất lớn, đó là cái 1 triệu người di cư từ Bắc miền vào Nam. Thế bây giờ mới ngày 14 tháng Giêng 55 mới bắt đầu có cuộc di cư, thì mới ngày đầu thôi đã 200.000 người, và đến cái vài tháng sau nó đã lên đến 800.000 người, nghĩa là sắp xỉ con số 1 triệu. Bây giờ quốc gia thì mới thành hình, mới thành hình, rõ ràng chính thể mới thành hình được ngày từ 20 tháng 7 ngày 1954, và bây giờ qua 55 là phải có ngay một cái gánh nặng là phải đón tiếp 800.000 người di cư từ ngoài Bắc vào Nam, mà gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn như thế nào, một lát nữa câu hỏi sau tôi sẽ trả lời. Thế bây giờ chính phủ mới được thành hình từ ngày 20 tháng 7 năm 54, mà 14 tháng Giêng 55 là phải nhận ngay 1 triệu người, mà trong đó ngân quỹ quốc gia thì không còn, cán bộ thì lại chưa có, và tình hình nhất là tình hình quân sự, là sau khi người Pháp đã thua trận tháng 5 vào ở Điện Biên Phủ thì cái tình hình Đông Dương và tình hình quân sự thì là một rất vô cùng hỗn loạn. Thành thử, thưa cô, tuy nhiên như là một phép màu, mà phép màu đó đã được thực hiện là sao? Đó là định cư được 800.000 người của mà sắp sửa lên đến 1 triệu. Mà nếu như mà phía ở Hà Nội mà không ngăn cản thì con số có thể là hơn 1 triệu, đến 2 triệu cũng chừng. Thành thử, thưa cô và thưa quý vị, nước thì mới thành lập mà đã gánh một cái gánh nặng như vậy, mà chưa
Nhưng mà trong tình hình như vậy lại gặp thêm tình hình quân sự và chính trị thì vô cùng nhiễu nhược. Cho nên chế độ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, tôi xin lặp lại, của Thủ tướng Ngô Đình Diệm chỉ trong vòng một năm và phải giải quyết những cái gánh nặng quá lớn. Tuy nhiên, như là một phép màu, khối lượng người di cư mà không phải 800.000 người mà đến 1 triệu đã được ổn định miền Nam. Và lúc ấy thì tình hình quân sự chính trị của miền Nam rất vô cùng hỗn loạn, phía của Cộng sản, phía của Bình Xuyên, phía của người Pháp. Cho nên tất cả cái biến cố đó nó được thành hình trong một cái sự kiện gọi là ngày 28 tháng 4 năm 1955, là cái một cái biến cố xảy ra ở Sài Gòn, đó là cái nội loạn của Bình Xuyên. Dạ vâng. Thì thưa anh, xin anh mời anh là có thể là nói thêm một cái chi tiết hơn về cái trở ngại trong lĩnh vực mà chính trị, quân sự, ngoại giao của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Và lúc ấy đó thì thật tình ra Pháp thì chưa có rút hết, mà Mỹ thì chưa có chính thức tham chiến ở tại Việt Nam và tình hình của Đông Dương. Thì như vậy thì xin anh nói rõ cái chi tiết hơn ạ. Vâng, thưa cô, mới câu dẫn nhập là tôi đã trình bày là Thủ tướng Ngô Đình Diệm ngày 7 tháng 7 về nước, 20 tháng 7 thành lập chính nội các, mà phải gánh một cái gánh nặng 1 triệu người di cư ngoài Bắc vào Nam. Tuy nhiên cái tình hình đó nó chưa đáng sợ bằng cái tình hình ở Sài Gòn. Nó đáng sợ là chỗ nào? Là lúc ấy quân đội Pháp vẫn còn, và cái viên tướng là tham mưu trưởng quân đội quốc gia lúc ấy là tướng Nguyễn Văn Hình, là con ông Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm ngày trước. Đấy là một sĩ quan của quân đội Pháp. Tôi xin lặp lại, tướng Nguyễn Văn Hình là một sĩ quan của quân đội Pháp. Cho nên tướng Nguyễn Văn Hình với sự yểm trợ của người Pháp đã cố làm sao để đẩy Tổng thống Thủ tướng Ngô Đình Diệm đi. Và bây giờ muốn đẩy Thủ tướng Ngô Đình Diệm đi thì làm sao? Thì phải xúi với một cái lực lượng gọi là lực lượng Bình Xuyên, tức là của một viên gọi là Thiếu tướng Lê Văn Viễn. Cái hàm của ông Lê Văn Viễn này là do quân đội Pháp trao gắn. Thì quân đội Bình Xuyên có đại bản doanh ở làng Bình Xuyên ở Chợ Lớn, ở cầu chữ Y đi qua đó. Nhưng mà có thêm một vấn đề chính trị nữa là ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ ở Sài Gòn lúc ấy là ông tướng Lawton Colling. Ông này có một cái biệt hiệu là ông Colling Sam Sẹt. Cái ông tướng Cô Linh này, ông là vốn một quân nhân, cho nên ông quả tình ông không có nắm chắc cái tình hình quân sự chính trị của Đông Dương, và ông ta không thích có ông Thủ tướng Diệm. Ông bảo rằng là ông Thủ tướng Diệm này cố chấp quá mà không chịu giải quyết chuyện gì theo cái tinh thần hòa giải cụ thể với là Bình Xuyên. Cho nên ông đại sứ Cô Linh đã có một cái mật điện. Tất cả những điều tôi trình bày với quý vị đây là những sự kiện lịch sử, chứ không phải là những cái kiểu giả đoán vì chúng ta đã có đến mấy chục năm để kiểm chứng lại rồi. Cho nên ông ta mới có một phúc trình mật về Tòa Bạch Cung để đưa ông Thủ tướng Diệm đi. Như vậy thì ông Thủ tướng Diệm về mặt xã hội là phải đón 1 triệu người di cư từ miền Bắc vào Nam. Về mặt quân sự là phải đối diện với lại cái âm mưu biến động đảo chính của Bình Xuyên do phía người Pháp còn lại, điển hình qua tướng Nguyễn Văn Hình. Và về chính trị lại bị dưới một cái áp lực của ông đại sứ Mỹ, ông thống tướng Lawton Colling, là muốn bứng ông Diệm đi. Và cuối cùng tất cả cái sự va chạm về chính trị, về quân sự, về xã hội đã bùng lên trong cái ngày 28 tháng 4 năm 1955 tại Sài Gòn, với một cái biến cố gọi là cuộc nội loạn của Bình Xuyên từ cầu chữ Y đánh qua Sài Gòn để lật đổ chế độ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Dạ vâng, thì xin mời anh là nói rõ thêm và trình bày về cái cuộc mà xung đột giữa quân đội quốc gia với lực lượng Bình Xuyên. Mà nói về Bình Xuyên đó thì chắc cũng nhiều người cũng muốn biết chi tiết hơn về cái lực lượng này thưa anh. Bình Xuyên là một cái lực lượng vũ trang, và đã có những người của Bình Xuyên
là như ông Lai Văn Tài, ông Lai Văn Sang là nắm về cảnh sát và an ninh của Sài Gòn. Thì lực lượng Bình Xuyên có những cái cơ sở kinh tài như và sòng bạc đại thế giới ở Chợ Lớn. Và Bình Xuyên là một cơ sở kinh tài đã có những cái nguồn kinh tài lớn để giúp để lo phần chi tiêu cho cuộc chiến cổ đại lúc ấy đang ở Cannes. Cho nên Bình Xuyên bây giờ ông Ngô, Thủ tướng Ngô Đình Diệm về đầu tiên ông cách chức tổng giám đốc cảnh sát là ông Lai Văn Tài, ông Lai Văn Sang là những cái người của Bình Xuyên. Và dưới Bình Xuyên lại được, như câu trước tôi đã nói, đã được ngay ông tướng của quân đội quốc gia Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Hình. Quý vị cứ tưởng tượng một cái đài ở Sài Gòn mà lại luôn luôn liên tục suốt cả trong ngày cứ đem ông Thủ tướng ra để biêu diêu, để tấn công, để mạ ly, để nói xấu, và đến cuối cùng là thôi Bình Xuyên nổi loạn. Nhưng vận nước quả tình đã có những cái nền móng tốt. Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã có một cái lực lượng, đó là 4 tiểu đoàn giải dù do dưới quyền của Trung tá Đỗ Cao Trí, đó là các tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 giải dù. Với lực lượng 4 tiểu đoàn giải dù dưới quyền của Trung tá Đỗ Cao Trí lúc ấy, nhảy dù mới là liên đoàn mà thôi, group và tay không, tức là mới một liên đoàn gồm có 4 tiểu đoàn. Thì lẽ tất nhiên Bình Xuyên cho dù là một lực lượng vũ trang, nhưng chỉ là một lực vũ trang bán để mà các cái hoạt động về cảnh sát về ở trong đô thành Sài Gòn Chợ Lớn, không thể nào là một cái lực lượng quân sự để có thể kinh chống với 4 tiểu đoàn nhảy dù được. Cho nên chỉ sau một ngày giao tranh, Bình Xuyên phải rút bỏ từ cái khu ở trong Chợ Lớn và rút về rừng sát, tức là cái khu rừng ngập mặn mở dưới Sài Gòn đi Phước Tuy. Cái này có thể là vườn rừng sát hoặc là rừng sát. Thì sau đó, chính phủ quốc gia dưới quyền của một ông đại tá, tức là đại tá Dương Văn Minh, tổ chức một cuộc hành quân của loại hành quân Hoàng Diệu để truy lùng cái lực lượng Bình Xuyên. Và như thế thì như tôi nói vừa trình bày với quý vị, ngày 28 tháng 4 là nổ súng, thì đến ngày 24 tháng 10 là lực lượng của quân đội quốc gia với thành phần của 4 tiểu đoàn nhảy dù làm nỗ lực chính, có thể có luôn những cái lực lượng của chủ quân lục chiến, có luôn những cái lực lượng của Tùng Duyên, nhưng mà lực lượng nỗ lực chính vẫn là 4 tiểu đoàn nhảy dù và tướng Lê Văn Viết phải trốn qua Pháp. Và đó là ngày 26 tháng 10 năm 1955, sau chiến thắng Bình Xuyên lần đầu tiên trong tại Dinh Độc Lập, lá cờ vàng ba sọc đỏ được kéo lên trên kỳ đài của Dinh Độc Lập, báo hiệu sự thành hình của một quốc gia, đó là đệ nhất Cộng hòa của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Và đây là một chính phủ hợp hiến, hợp pháp, có được 47 quốc gia trên thế giới đã công nhận, và đệ nhất Cộng hòa đã khai chính thức thành hình. Và cái điều mà để kết thúc cái câu nói này, thì như vậy thì quý vị đã thấy năm 1926 tháng 10 1955, đệ nhất Cộng hòa đã thành hình. Đệ nhất Cộng hòa thành hình đó là kế tục của quốc gia Việt Nam. Một quốc gia Việt Nam thì đã có thành hình từ 48 cho đến 55. Quốc gia Việt Nam là một đơn vị về quốc thể trước hội nghị Cựu Kim Sơn năm 1951 đã khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thành thử thưa quý vị, tôi đang nói chuyện của 1955 để bắt qua cái biến cố của tháng 11, 1911. Tuy nhiên tôi xin lập nhắc lại một cái thực tế, đó là thực tế Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là kế tục của quốc gia Việt Nam, là một thực tế có chính thể từ Ải Nam Quang đến mũi Cà Mau.
hải Nam Quang đến mũi Cà Mau và bao gồm tất cả biển đảo, trong đó là Hoàng Sa và Trường Sa, mà công hàm của Phạm Văn Đồng đã thụt nhượng cho phía Bắc Kinh. Và đây là tất cả tiền đề của hỗn loạn của miền Đông và Việt Nam và vùng Đông Nam Á trong những ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy là công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng với cái chỉ thị của Hồ Chí Minh đã ban ra, và chúng ta mất Hoàng Sa rồi Trường Sa. Vâng, thưa anh, thì như vậy thì từ khi mà thành công khai sáng ra nền đệ nhất Cộng Hòa từ năm 1955 và miền Nam đã có một cái thời rất là thanh bình thịnh trị, thì bởi đâu mà tới cái thập niên 1960 thì chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm lại gặp phải những cái chống đối đó và cuối cùng thì bị lật đổ vào tháng 11 năm 1963, thưa anh? Vâng, bây giờ chúng ta đang đi bước vào cái điểm cụ thể của cuộc nói chuyện hôm nay, tức là biến cố của 1 tháng 11 1963. Thưa cô Trung Nga và thưa quý vị, những điều tôi xin lặp lại, những điều tôi trình bày với quý vị đây là những cái điều nó đã được giải mật. Đây là những cái sự kiện đã được chứng thực ở trong lịch sử, chứ không phải là những điều võ đoán do một cái ý niệm không nằm ở trên cái tính thật của sự kiện lịch sử mà trình bày. Thì bây giờ như tôi vừa trình bày câu nhất và câu hai, chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã được đệ nhất Cộng Hòa được thành hình ngày 26 tháng 10 năm 1955. Thế như vậy đến năm 1960, 55, 56, 57, 58, 59, 60 là chỉ có 6 năm thôi. Nhưng 5 năm chân được 6 năm. Nhưng đã nên đệ nhất Cộng Hòa đã kiện toàn nên một quốc gia phải nói rằng là cương tinh vững mạnh. Cương tinh vững mạnh qua những điều như thế này. Đây là quốc gia mà chính ông Thủ tướng Ngô Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba mong có một ao ước làm sao xây dựng Tân Gia Ba được một phần như là Sài Gòn năm 1960. Đây là quốc gia có lò nguyên tử lực cuộc đầu tiên của Đông Nam Á. Đây là quốc gia có xa lộ đầu tiên của Đông Nam Á. Đây là quốc gia đã có khu chế xuất kỹ nghệ lớn đầu tiên ở Biên Hòa. Đây là quốc gia đã có trường võ bị lớn nhất của châu Á. Và điển hình như là cuộc viếng thăm vào tháng 5 năm 1957 tại Washington. Thì Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Foster Dulles đã đến ngay chân bay cầu thang để đón Tổng thống Ngô Đình Diệm với một cái lời tán tụng: Ngài là một sức siêu của châu Á. Và dưới quyền lãnh đạo của Ngài, chúng tôi hy vọng rằng người Nam Việt Nam sẽ có một nền dân chủ trật tự như là một quốc gia tiên tiến. Và đây là một quốc gia tiên tiến thật, và một quốc gia chính trị và bình an thật. Nhưng mà đến sau, đến 1960, bắt đầu đã có những cái mầm mống của sự đổ vỡ. Thì tại vì sao? Nó có hai nguyên do: mầm mống của sự đổ vỡ từ phía Cộng sản và mầm mống đổ vỡ từ phía Mỹ. Hai nguyên nhân này đã tạo nên những biến cố của tại Sài Gòn trong những cái thập niên của ngày 1 tháng 11 1963, mà chúng tôi sẽ trình bày tiếp khi có, để tách bạch ra hai phần. Cái biến cố 1 tháng 11 1963 tại Sài Gòn, suy sụp đổ của đệ nhất Cộng Hòa, nó có hai phần. Phần thứ nhất là một từ phía Cộng sản Hà Nội, và thứ hai là về phía Mỹ. Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta thì nếu mà có một cái câu nữa thì lại chúng ta lại không có đủ thời giờ. Nhưng mà nếu mà thì thưa anh, như vậy thì thưa quý vị, và cái chuyện mà những cái biến cố ở trong tháng 11 của năm 1963 thì những cái điều mà nhà văn Phan Nhật Nam vừa trình bày thì chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình này trong kỳ tới, để mà nói rõ những cái nguyên nhân mà đưa đến cái những cái biến cố của năm 1963 rồi đưa đến cái sự sụp đổ của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và xin chào tạm biệt anh Phan Nhật Nam và hẹn với anh trong chương trình kỳ tới. Vâng, kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả đã theo dõi. Câu chuyện chúng tôi sẽ trình bày tiếp cái vấn đề của tháng 1 tháng 11 1963. Dạ, xin chào anh.